Chào cả nhà, trở lại với kênh Ốc Bươu Đen, kênh rùa ốc Lê Minh của mình lúc trước. Thì hôm nay Ốc Bươu Đen sẽ chia sẻ cho cả nhà một cái kỹ thuật ập trứng ốc lát thái trong thùng xốp ha, để bà con nào có thể nuôi trong thùng xốp được luôn. Thứ nhất là con ốc thái có thể nuôi trong thùng xốp được, nuôi ao được, nuôi dèo được, nuôi bạc được, rất là dễ nuôi, dễ hơn so nhiều so với Ốc Bươu Đen ha. Nó hạn chế tỷ lệ hao hụt rất là cao. Do đó bà con có thể nhiều cách ấp khác nhau. Thì lúc trước Ốc Bươu Đen có chỉ cho bà con cách ấp trực tiếp dưới ao, dưới bể bạc, dưới dèo lưới. Hôm nay là Ốc sẽ hướng dẫn cho bà con cái kỹ thuật ấp trứng ốc lát thái trên thùng xốp. Thì ấp trứng thì trước tiên ta cần có trứng ha bà con. Thì đây cái trứng, ổ trứng này Ốc đang ấp đây. Bà con thấy ở dưới nó có nở đây. Ốc nó nở rất nhiều rồi bà con. Mấy cái này là mình phải lấy ra để hôm nay khi mình để cái khay xuống á thì nó sẽ đụng cái khay mà bể như vỏ, tại vì con ốc á, ốc mới nở rất là mềm. Rất mềm. Thì bà con trước tiên bà con phải quan tâm ha. Đây là cái thùng xốp, trước mình chuẩn bị cái thùng xốp, một cái giá để, có thể cục gạch hay là cái gì, tất cả gỗ hay gì đó bà con có thể để cái khay trứng lên, giá để khay trứng lên. Quan trọng là mực nước ha bà con, mực nước đây. Ốc Bươu Đen thì mực nước thì tùy theo cái giá để của mình. Ở đây Ốc Bươu Đen để là cục gạch nên bà con thấy nè, đây là mực nước nè, gần đụng cục gạch thôi, tức là cách cục gạch chưa được một lóng tay ha, nước chưa đụng cục gạch một lóng tay. Để làm chi? Để khi mình ấp á, ấp cái trứng á, thì cái khay trứng của mình không đụng nước. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái hơi nước này nè, nó sẽ bốc hơi lên cái trứng mình, nó sưởi ấm cái ẩm độ cho cái khay trứng của mình luôn. Và đặc biệt á, là mình khi mình ấp như vậy á, thì mình không cần phun sương hay không cần nhúng nước gì hết. Ốc vẫn nở bình thường. Ốc nở vậy nè, nếu trứng ốc nở như vậy đó, bà con thấy nó chuyển màu đen là thấy không đó, thì phải mình là bắt đầu mình là vớt ra mình cho ăn ha cả nhà đó. Đó, khi mình ấp vậy mình để bắt đầu để cái trứng gì bà con cứ để vậy ha đó. Là cái khay trứng mình sẽ không đụng đó, không đụng nước ha, cái hơi nước nó sẽ lên làm cái ẩm độ cho cái khay trứng của mình luôn. Và đặc biệt á là cái khay trứng mình không đụng cái thành thùng nha, tránh lại những con vật khác vào, đặc biệt là kiến ha, đặc biệt là kiến nó bò vào. Thì đây trứng ốc thái nè nha, đó, những cái ổ trứng này là những ổ trứng sắp nở rồi nè, nó nở đã nở rồi nè, thấy không, con thấy nè, nó nở vậy nè, nó từ đầu rộng nó bò xuống đó. Đây nè, ổ trứng này nè, bà con thấy không? Nó đục cái lỗ nó bò ra nè. Đó. Bây giờ mình ụp. Đó, còn cái ổ trứng này thì chưa. Ổ trứng này là mới nha. Đó, nó đang chuyển màu. Đó. Này, mấy ổ trứng này là đang chuyển màu hết nha bà con. Thì với khi mình ấp này á, là mình có thể là nuôi trực tiếp trong này với số lượng ít. Ví dụ một thùng xốp này bà con có thể nuôi khoảng 10 đến 50 con lúc còn nhỏ. 10 đến 50 con lúc còn nhỏ. Và khi trưởng thành á thì bà con sẽ tách ra. Nói chung khi lớn lên thì bà con có thể nuôi khoảng một thùng xốp này khoảng chừng dao động từ 5 đến 10 con ốc thôi. Dao động thực tế nó là 5-10 con thôi. Nếu mà tính chính xác cái độ mà mật độ nuôi á, thì mình nuôi dao động khoảng 50 con. 50 con trên 1 mét vuông khi trưởng thành. Khi trưởng thành nha bà con, là khi đó là mình sẽ có thể thu hoạch luôn. Đó là 50 con 1 mét vuông. Do đó cái thùng xốp mình chẳng có bao nhiêu hết nên mà con có thể nuôi khoảng 5 đến 10 con thôi. 50 con nếu mà trưởng thành á, trưởng thành á mà con 10 con á, 10 con ốc thì nó sẽ bò, nó đụng nhau rất là nhiều.
đó, vô đó nha. Bà con mình có thể tận dụng cái đó mình nuôi. Nếu bà con mình ở trong đô thị gì đó thì mình không có diện tích nuôi, mình có thể nuôi đun xốp, nuôi đun xốp ha, để tận dụng cái những cái rau củ quả mà mình ăn dư thừa đó, mình cho nó ăn cũng được. Đó, thì mỗi một thùng xốp bà con có thể nuôi một ổ trứng thôi, một ổ trứng thôi. Đó, mình vừa nuôi làm vừa nuôi để mình có thời gian thư giãn trang trí, rồi có con vật để mình chăm, để mình sau khi làm việc về có thể mình chăm sóc nó. Cái thứ hai là có thể bà con mình nuôi nhiều thì có thể tăng lên cái thu nhập. Cái thứ ba là cung cấp cái thức ăn thêm cho con ốc bươu của mình, hay là con ốc lát thái ha, cho gia đình. Thì đối với con ốc lát thái á, tại sao ốc bươu nen nó có thể nuôi những cái môi trường khác nhau? Tại lý do á, hiện tại cái sức đề kháng của nó rất là tốt. Cái thứ hai á, cái bộ vỏ nó rất là dày, nên khi bà con mình vận chuyển á, không có sợ lắc để nó hư cái đít đi. Nó đứt cái đít thì nó chết. Đối với con ốc bươu á, là nó đứt cái đít rồi chết. Đối với ốc lát thái cũng vậy, đứt cái đít là chết. Nhưng cái vỏ con ốc bươu á, khi trưởng thành rất là dày, nên nó hạn chế cái trường hợp đó ha bà con. Cái trứng á, bà con có thể á, ví dụ như thấy nó đen quá ở như vậy nè, nếu bà con mình thấy á, nó bò ra không được á, thì bà con có thể dùng tay mình bóp ra cũng được, nói chung là tùy đó. Đây là cái trứng nè, ốc bươu đen nè, ốc lát thái nở nha bà con đó. Đây, trứng nở rất đẹp ha, nó hầu như là nở hết, còn có sót có hai trứng không có trống nè đó, là ba trứng chứ, ba trứng trứng này nó nở luôn nha bà con, trứng trắng bên này nở ra rồi đó, là hầu như nở khoảng chừng 90%. 1 kg trứng ốc lát thái á, thì nó nở khoảng 1.000 tới 2.000 con nha bà con đó. Thì cảm ơn bà con đã quan tâm và đồng hành cùng ốc bươu đen trong suốt thời gian qua. Thì bà con thấy kênh hay á, thì bà con có thể theo dõi, chia sẻ rồi những bà con khác cùng đăng ký. Còn bà con nào có nhu cầu về con giống á, thì cứ liên hệ ốc bươu đen bên dưới nha. Dưới video, tất cả video ốc bươu đen đều để lại thông tin số điện thoại, Zalo, Facebook của ốc bươu đen hết, bà con có thể tham khảo ha. Cảm ơn bà con.